Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2017, tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án 20 năm tù đối với Vũ Thị Hồng Yến, 33 tuổi, nguyên kế toán trưởng, trưởng phòng tài vụ, trường cao đẳng nghề du lịch Cần Thơ về tội tham ô tài sản. Đồng thời bản án buộc Yến phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã tham ô. Theo cáo trạng từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 7 năm 2016, lợi dụng việc lãnh đạo nhà trường thiếu kiểm tra, Yến đã lập tổng cộng 28 ủy nhiệm chi khống để tham ô hơn 4,1 tỷ đồng. Ngoài ra, yến còn nâng khống tiền phụ cấp ưu đãi, tiền thu nhập tăng thêm, tiền chế độ của cá nhân để tiếp tục chiếm đoạt thêm 4,2 tỷ đồng. Kết luận giám định tài chính của Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cũng xác định từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 7 năm 2016, yến đã chiếm đoạt hơn 8,3 tỷ đồng của trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ để tiêu xài cá nhân. Trong đó, phần lớn số tiền để mua sắm nữ trang và đi sửa sắc đẹp.